Thưa quý vị, như vậy là kỳ họp Quốc hội đã hoàn thành đợt một theo hình thức trực tuyến với nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt với nội dung về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thừa Thiên Huế. Các đại biểu Quốc hội đã bày tỏ sự đồng tình ủng hộ. Đây có thể xem là cơ hội vàng, một bước ngoặt cực kỳ quan trọng trong việc triển khai có hiệu quả nghị quyết 54 của Bộ Chính trị để đưa Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng hợp sau sẽ cho quý vị và các bạn cái nhìn chi tiết hơn về những diễn biến đáng chú ý này. Với tỉnh Thừa Thiên Huế, nghị quyết về cơ chế đặc thù trình Quốc hội lần này gồm các nhóm chính sách quan trọng. Thứ nhất, phí tham quan di tích. Ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế được hưởng toàn bộ để thực hiện đầu tư trùng tu di tích lịch sử văn hóa. Thứ hai, Quỹ Bảo tồn Di sản Huế cho phép huy động vốn đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân và nguồn hỗ trợ từ ngân sách của các tỉnh thành phố muốn đóng góp tài chính để phục vụ công tác trùng tu bảo tồn các di tích trên địa bàn tỉnh. Thứ ba, về quy định mức dư nợ vay. Đề xuất mức dư nợ vay tối đa là 40% sẽ giúp địa phương đảm bảo trần vay nợ để triển khai các dự án đã và đang thực hiện, chủ động cân đối nguồn lực trong kế hoạch đầu tư công. Thứ tư, về định mức phân bổ chi thường xuyên, tỉnh Thừa Thiên Huế được phân bổ thêm 45% theo tỷ lệ phần trăm sổ chi tính theo định mức dân số khi xây dựng định mức chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 và trong thời gian thực hiện nghị quyết này. Thứ năm, hàng năm ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Thừa Thiên Huế không quá 70% số tăng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu của hàng hóa xuất nhập khẩu so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, nhưng không vượt quá tổng số tăng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu so với thực hiện thu năm trước và ngân sách trung ương không hụt thu để thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng của địa phương. Thứ sáu, về sắp xếp xử lý các cơ sở nhà đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý. Ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất theo quy định của Luật Quản lý sử dụng tài sản công để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội thuộc nhiệm vụ đầu tư công của tỉnh. Nếu được thông qua, đây sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy việc phát huy và khai thác lợi thế, giúp Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới. Với các chính sách hỗ trợ này, nếu được thông qua thì sẽ tạo điều kiện cho tỉnh Thừa Thiên Huế có thêm nguồn lực để thực hiện tốt hơn cho việc công tác phát triển, bảo tồn các giá trị di sản, văn hóa, rồi có nguồn lực để phát triển cơ sở hạ tầng đô thị và sớm hoàn thành các tiêu chí để đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Khi dự thảo nghị quyết được đưa ra bàn thảo giữa nghị trường Quốc hội, đa số các đại biểu đều thống nhất đề nghị Quốc hội ủng hộ chính sách đặc thù cho Thừa Thiên Huế vì mục tiêu phát triển chung của quốc gia. Các đại biểu cho rằng, việc ban hành nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế để cụ thể hóa nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị nhằm huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển, đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cổ đô và bản sắc văn hóa. Đồng thời khẳng định, việc Chính phủ trình Quốc hội xem xét quyết định ban hành nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế là đúng thẩm quyền. Tôi cũng nhất trí ủng hộ các địa phương đó có cái cơ chế đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương về đầu tư, về ngân sách, rồi về quyết định những cái hạn mức sử dụng đất v.v. Tại vì mỗi địa phương tùy theo cái điều kiện đặc thù khác nhau mà cũng có những cái vấn đề vừa chung với các địa phương khác nhưng mà cũng có vấn đề riêng của theo từng địa phương đó. Cho nên là tôi nghĩ rằng là có những cái cơ chế đặc thù như vậy thì tôi nghĩ rằng những cái địa phương đó sẽ phát huy được cái tiềm năng thế mạnh của mình để mà đóng góp nhiều hơn nữa cho cái sự phát triển của chính địa phương đó và đóng góp cho cái sự phát triển của cả nước. Việc ban hành cơ chế chính sách đặc thù để tạo động lực cũng như là bước đột phá phát triển kinh tế xã hội của những địa phương này là không chỉ phát triển trong tỉnh, trong nội bộ tỉnh đó, thành phố đó mà là tạo sức đòn bẩy để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển cho cả vùng cũng như là của cả nước. Theo dõi kỳ họp Quốc hội lần này, người dân Thừa Thiên Huế cũng rất vui mừng, phấn khởi nếu được thông qua nghị quyết về các cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thừa Thiên Huế. Đây là cơ hội lớn và là niềm vui của nhân dân tỉnh nhà khi được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội quan tâm cho Huế sau hơn 10 năm thực hiện kết luận 48 của Chính phủ. Huế là một thành phố có nhiều cây xanh,
là và đồng thời có nhiều di sản, nhất là các cái di sản của Triều Nguyễn là một trong những cái đặc điểm mà các tỉnh khác không có. Thì đây là một cái đặc điểm mà tôi cho rất là ưu thế. Một nghị quyết hết sức quan trọng cho Huế trong thời kỳ mới. Với hầu hết đại biểu Quốc hội tán thành đồng ý tại các phiên thảo luận trực tuyến, dự thảo nghị quyết sớm được Quốc hội thông qua sẽ là nguồn lực lớn để đưa Huế phát triển lên một tầm cao mới.